xóa bài đi nha mọi người nhá. Mới chào ông Châu nhá. Mọi người ơi, 7 người xem like của em rồi là cố gắng lên một tí nữa thôi. 3 người xem thôi. 10 người xem. 10 người xem em sẽ bắt đầu em like nhá. Chị ơi cho em xem đôi giày đen phía trên chị. Đôi giày đen. Đây hả? Đây hả em? Đây có phải Tuyết Lê có phải không? Đây không phải đôi giày đen đâu, đây là một đôi giày màu xanh nhá. Đôi giày màu xanh size 39. Mềm da man luôn. Mềm da man luôn, hôm nay giày dép em sale hết. Chỉ từ 49k. 49k đến 119k thôi. Đằng sau chị ấy, con trên cùng ấy. Em ơi có phải đây không? Có phải đây không? Đây là xăng đan nhá. Đây là xăng đan em ơi. 8 người xem like rồi nào, 2 người nữa thôi mọi người ơi, cố lên nào, cố lên cho em nào. Xăng đan size 37. Xăng đan size 37 đang sale 79k đấy ạ. 79k. Ôi em cảm ơn chị nhá. 8 người xem like rồi, 9 người xem like rồi mọi người ơi, một người nữa thôi. 10 người là em đầu em lại like này. Cực kỳ giày dép cực kỳ đẹp luôn, tại sao mọi người không xem nhỉ? Là cái này thì kiểu là dép quay hậu ấy, dép quay hậu ấy, size 37. Size 37 nhá. Mọi người xem like chấm like để giúp em với. Xăng đan này, xinh chưa? Ôi giời xinh bình thường, bạn của Tâm chẳng phải xinh gái. Này. Đôi bên cạnh là giày hay xăng đan? 10 người xem like rồi, bắt đầu em like nhá. Tiếp tục em like nào. Lại tụt view rồi. Xăng đan này, size 35 này. Đôi bên cạnh này. Đôi bên cạnh là xăng đan nhá. Đôi bên cạnh là xăng đan. Chia sẻ like lên giúp em nào. Chia sẻ lên cho em để bây giờ em tiếp tục em lấy động lực em quay tiếp cho mọi người nhá. Từ 49k đến 119k thôi, em đố mọi người đi đâu. Thì kể cả đi ra chợ cũng không mua được cái giá rẻ 120k. 119k em cho 120k như này đâu. Nào tiếp nào. Xinh chưa? Size 35 này. Size 35, cái này em đủ size nhá. Từ size 35 đến size 39 luôn, đủ size. Đủ size luôn đấy ạ. Ai lấy bắt lại chốt cho em là 1 nhá. Đế này. Quả đế rất là đẹp luôn. Đế phê là phê luôn. Sell luôn nhá. 89k này. 89k em xăng đan này. Ừ em đợi chị một tí nhá. Mọi người xem like chấm like lên cho em nào. Chấm like lên cho em với. 89k một em này. Để em một like cả bốt cơ, bốt nhiều lắm. Đây này, cái này có cái quai à, có cái sỏ trong nhá. Chỉ một trong, ý là một trong một đôi à, cái ngón trỏ thôi. Một cái ngón trỏ thôi ạ. Đây này. Xinh chưa? 89k của em này nhá. Ai lấy mã là chốt cho em là 1 nhá. Mã số 1 kèm size và số điện thoại giúp em nhá. Mã 1 kèm size và số điện thoại cho em nào. Em sai vào số điện thoại giúp em nào. Xem like chia sẻ like lên cho em nào. Còn một em size 36 này. Size 36 thì chân size 37. 36, 37 đều đi vừa đôi này nhá. 99k một em này. 99k một em, còn một em duy nhất này. Ai lấy chốt cho em này. Độ đế 7 phân nhá. Độ đế 7 phân này, 99k một em. Size 36, 37. 36, 37 đều đi vừa nhá mọi người ơi. 36, 37 đều đi vừa nhá. Con này đẹp cực. Hôm trước có cái chị nào để ở trên Facebook ấy nhắn tin cho em, cái đôi này là em nhập ở bên Quảng Châu chứ không phải là bên Trung Quốc. À cô nhập ở bên Quảng Châu. Quen nhầm, không ở bên Quảng Châu chứ không phải là bên ở Việt Nam nhá. Việt Nam là em nhập ở bên Việt Nam, Make in Việt Nam. Nào, lại tụt view rồi mọi người ơi. Chia lại chia sẻ một lần nữa lên giúp em nào. 99k một em nhá. Còn size 36 này, size 37, chân này 37 đều đi vừa nhá. 37 đều đi vừa này. Ai lấy ba này chốt cho em là đen nhá. Giày đen. Giày đen 99k cho em nhá. Giày đen 99k cho em ạ. Nào, giày cao gót này. Giày cao gót này em có đủ size nhá. Giày cao gót em có đủ size này. Từ size 35 đến size 39 luôn. Sale luôn nhá. 89k. 89k.